Dù khoa học công nghệ ngày càng phát triển hiện đại, các phương tiện để con người tiếp cận với tri thức của nhân loại trở nên đa dạng phong phú hơn, nhưng giá trị to lớn của sách vẫn không hề thay đổi. Những sáng kiến để mọi người dễ dàng tiếp cận với sách nhằm xây dựng thói quen đọc sách với mọi người thực sự luôn đáng ghi nhận. Mời quý vị và các bạn đến với một sáng kiến làm mới văn hóa đọc trong giờ đọc hạnh phúc tại một công ty ở Hưng Yên. Xuất phát từ niềm đam mê đọc sách từ nhỏ, anh Ngô Quốc Huân luôn ấp ủ giúp cán bộ công nhân, người lao động của mình được đọc sách, trau dồi tri thức và nâng cao các kỹ năng, sự hiểu biết để có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Với tâm huyết đó, công ty anh đã hình thành một tủ sách với gần 1.000 cuốn đủ mọi thể loại, từ thiếu nhi, nuôi dạy con cái đến kỹ năng sống, kỹ năng mềm. Yêu cầu các cái quy trình quy định của công ty đưa ra thì tôi được gọi đấy là cái sự thay đổi từ bên ngoài. Thế còn nếu mà đọc sách, các bạn hiểu ra những cái chân lý, những cái lẽ phải thì đấy là cái sự thay đổi từ bên trong. Và cái sự thay đổi của từ bên trong nó giá trị hơn rất nhiều, nó tự giác chứ không cần mình phải nhắc nhở hoặc là không cần phải đưa ra các quy định, nhưng mà mọi việc vẫn là được tiến hành rất là tốt. Tạo nên thư viện không khó, mà việc xây dựng và hình thành thói quen mới thực sự là trăn trở của anh Huân và ban lãnh đạo công ty. Và một giờ đọc hạnh phúc được triển khai vào sau bữa ăn trưa. Tất cả công nhân viên đều có một thời gian cố định trong ngày để đọc những cuốn sách mình yêu thích. Khi mới triển khai, có những người đã lâu không còn thói quen đọc sách, thậm chí rất ngại đọc sách. Nhưng chỉ sau một thời gian đã thực sự yêu và biết ơn giá trị mang lại cho bản thân và gia đình từ những trang sách. Tôi đã tìm được một quyển sách thật sự thú vị đối với cuộc sống của tôi. Nó là cách tôi mà, nó là quyển sách phương pháp dạy con không đòn roi. Đúng là những gì tôi cần trong thời gian này. Quyển sách đã giúp tôi kiềm chế rất nhiều, không chỉ ở trong việc dạy con mà từ đấy tôi kiềm chế bản thân kể cả trong cuộc sống. Trước thì chỉ đi làm về hôm sáng thì ngủ dậy xong lại đi làm thôi. Đúng là từ ngày đấy khi vợ chồng cùng nhau mà dậy tập thể dục này, cùng nhau thì đúng là cảm giác con người mình yêu cuộc sống hơn. Viết cảm tưởng về cuốn sách hay, viết những thu hoạch thay đổi bản thân tích cực sau khi đọc cũng là hoạt động thường xuyên được phát động. 3 bài viết hay nhất được công ty trao phần thưởng giá trị. Từ sự động viên khuyến khích đó, đợt phát động gần nhất, công ty có gần 200 nhân viên nhưng đã nhận được tới 50 bài viết tham gia. Dành cái chút buổi trưa và sắp xếp và dọn dẹp lại thư viện. Và những có phong trào là mọi người sẽ tự mượn sách, tự ghi chép và tự trả. Một tác giả để viết được cuốn sách thì có thể mất vài chục năm kinh nghiệm rồi tìm tòi, nghiên cứu mới có thể viết được ra cuốn sách. Và khi mà anh đọc cuốn sách đó thì trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, anh có thể đã tích lũy được cái kiến thức mà lẽ ra anh phải mất đến vài chục năm mới có. Vì vậy, sách có một cái giá trị đặc biệt và nó sẽ còn theo nhân loại rất là lâu dài. Hơn cả mọi lời nói, ánh mắt, nụ cười, sự hứng khởi, vui tươi, hiệu quả công việc tốt đã nói lên niềm hạnh phúc mà những công nhân viên nhận được từ góc thư viện nhỏ này. Thực sự để tạo nên văn hóa học tập trong doanh nghiệp cần xuất phát từ cái tâm của người lãnh đạo. Bởi cùng với việc hình thành nên một tủ sách thì việc hình thành được thói quen đọc sách đối với nhân viên thay vì ép buộc cũng là thách thức không nhỏ. Và tôi xin khép lại phần trình bày của mình với mong ước sẽ có thêm thật nhiều những tủ sách trong cơ quan, doanh nghiệp và các khu dân cư và thật nhiều sáng kiến được triển khai để văn hóa đọc sớm được chấn hưng.